đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Spiding Undertale Afterbirth. Chúng ta tiếp tục với phần trước. Không hẳn là phần trước vì mình vừa chết một lần rồi, thế nên là mình có trừ 12 mà trận. Oh, phòng vàng luôn này, tuyệt vời quá, cái gì đây? Hello, xin chào mọi người quay trở lại với Spiding. Nếu mọi người không biết cái đấy là cái gì ý, cái đấy, cái quả bóng của đấy. Cái quả bóng đấy giúp mình bắt một con quái. Ờ, cái này không ra gì. Nhặt cho vui. Nó không được gọi là quan trọng lắm. Dùng nó không thích cho lắm, nó không rõ ràng cho lắm. À, đừng có động người ta, đừng có chó. Con chó cứ đi. Con ăn đai được cái rất là khỏe, đánh bắn rất là đau. Nhưng mà nó tầm nó cũng rất là ngắn. Ok. Monster. Hay đấy. Chùm của mình con đầu tiên là cái đầu và đệ của nó là cái thân. Ok. Chùm thì có con thì bị có con thì bay, có con thì lại. Ô. Ngon. No, đừng có đụng vào người tao. Fuck you. God, quả đấy đi chết. Quả đấy xém chết. Tí tẹo tèo nữa. Chơi đi. Mày chơi tao phòng. Mày ném cái chìa khóa vào cái chỗ mà tao không thể nào lấy được. Thuốc này là gì đây? Hay đấy. Hay đấy. Nhiều đấy. Chúng này là cái gì đây? Con ruồi nữa. Nhiều ruồi vậy. Friendly fly. Mình con ruồi này nó chả làm gì giúp mình nhỉ? Nó chắc là dùng đánh nhau thôi. Ok, mình sẽ thử. Yep, nó đánh nhau được. Nghe hầm này. Hư. Mình sẽ đánh nhau với chúng nó bằng ruồi. Ok. Hay đấy. Cái nắp hay quá, mình đang cần cái này. Tuyệt vời đấy. Cái này cái gì đây? Oh my. Oh yes. Oh yes. Thường thực ra cái này khá là ốp. Chơi thường không vui cho lắm. Nhưng mà mình không quan tâm. Thắng là được. Mày có gì đây? HP up. Hay đấy, thì đã có thứ để mua. À, đổi đồ đi bộ điều. Nếu mà mình không mất nhiều thời gian này, có lẽ mình sẽ được đi bộ điều đấy. Nhưng mà mình đang mất rất là nhiều thời gian, khá là buồn vì điều đó. Duck one à? No. Để con lợn. Oh fuck me. Yep, mình không được đi bộ điều. Oh, HP up đấy. Nhưng mình được cái này luôn. Yeah. Ngon. Mình mình lấy rồi, mình lấy cửa vàng. Fuck you. Nhơn. Nhơn tao. Đừng đụng vào tao thì không sao cả. Ok. Đấy, làm rõ quan điểm rồi đấy. Yeah. Tao biết ngay mà, tao nhìn thấy rồi. Nó phách vị mày ra rồi. Mình cần. Ok. Fine. Ổn thôi. Ôi dồi, cái gì đây? Ôi dồi ôi. Ok. Mình không biết là chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà chơi tệ thì đồ xịn thì mấy cũng chết. Buồn nhỉ. Tí nữa vào đấy. Nhơn này. Khỏe vậy. Nhìn to được rồi. Lần trong cái
tí ý, nhưng mà không sao cả, vẫn hay mà, trông vẫn hay mà, trông vẫn hoành tráng mà. Nhìn này, con cờ hó. Xong giờ đến đây. Ui dồi, con này à? Ui dồi, kinh quá nhờ. Ui dồi, kinh quá nhờ. Ui dồi. Fuck you. Fuck you. Ô, nó bị bắn chậm rồi kìa. Sao lại trúng cái đấy? Vô lý thế. Nhờn. Không được cái gì á? What? Vô lý vậy. Mình đánh cũng nhanh mà. Chắc tại mất thời gian ở cái phòng quá. Ok, mình sẽ phải đi thật là nhanh. Kiếm nhanh phòng chùm à. Fuck you. No. Mày chết đi tao nhờ. Sao đam có vẻ ít nhỉ? Nhưng được cái giờ mình bắn nhanh. Đánh chùm nào. Mày chơi tao à? Trong tất cả các con tao có thể được lại con này à? Mình ghét con này vãi. Nhưng mà mình có cái tia laser nó giết động dễ hơn hay quá. Oh my god. Pentagram kìa. Thôi Krampus. Tại sao lại là Krampus? Tại sao Krampus? Cái gì đây? Cái thể loại gì đây? Oh, Head of Krampus. Hay đấy. Cái này cũng được đấy. Xin cái này. No. Ui dồi, cái gì đấy? Holy fuck. Cái gì đấy? Question mark. Question mark. Bây giờ mình có thể đi các phòng khác, mình kiếm chìa khóa mình đang cần. Cái gì đây? To thế. That was he said. Phòng Yes. Oh my god. Ok, mình có thể đi xuống tầng tiếp theo rồi. Fuck thằng này á. Nghỉ mẹ à đi. Phí ở công. Phí ở chìa khóa. Biết rồi, trong đấy có cái gì chắc mình cầm luôn chìa khóa xuống dưới. Nghỉ nhá. What the fuck. Mày bị làm sao đấy? Ở đây tao khi được cái ngon hơn. Yep, đùa đấy. Con bao vàng thôi. Chả được cái gì cả. Không chung đâu. Đánh nhau với mẹ rồi à? Oh shit. Nhơn. Nhơn. Oh fuck me. Thế mong chết à? Thế thì kinh đấy. Made by spider. Mình có thể. Ta sẽ lấy cái này, tại vì cái này ngon hơn. Ok, đi xuống. Nice. Mình không muốn vào cái phòng kia, cái phòng kia ra số phòng. Mình muốn đánh phá, mình muốn. Kinh nhờ. Eo ơi, sợ nhờ. Tao dẹp một phát thì hết sạch. Thật không? Cái gì đây? Hy sinh. Tuyệt vời đấy. Mày cho tao cái đấy, đúng rồi, tại sao không? Con lợn. Tao mất một team vào đấy để lấy cái đấy à. Mày cho tao cái đấy đấy à. Chắc. Được rồi. Hôm nay mình đang bắt đầu kiểu ấy rồi đấy. Đang thờ râu à? Thanh niên thờ râu game à? Khỏe tí trong thờ râu game à? Quét phát hết. Gì đây? Bom, ngon. Ui dồi, kinh quá nhỏ. Eo ui sổ nhỏ. Eo kinh thế. Eo ui. Kinh nhờ. Chết luôn. Lại phát bay up luôn à? Ok, phải tạo không mắc đâu. Mình lấy cái này. Tại vì nó sẽ. What the fuck? Ui. Loạn lắm rồi. Tầm này thì loạn lắm rồi. Không nhìn được cái gì nữa rồi. Mình đã làm gì rồi? Mình đã làm gì thế này? Tại sao mình lại làm như thế? Tại sao mình lại làm như thế? Sao mãi không giết được nó nhỉ? Đáng lẽ theo logic thì cái dao là phải giết nó ngay. Nhưng mà vì lý do gì đấy thì. Yep. Mình fuck up rồi. Tại sao bị nhặt con dao đấy ạ?
Nhưng mà trông nó hay. Phải công nhận một điều là trông nó hay. Trông nó hay dã cả man đây. Không nhặt phí ở là... Úi xô. Tôi đã làm gì thế này? Chết. Ôi dồi, khiếp, nhìn nó vòng lượn vòng. Chán. Chết chắc rồi. Thôi, amnesia thôi, không cần nữa mình. Mom hết rồi. Mình đã làm gì thế này? Oh my god. What the fuck? Ok, mình giết hết được cái dao rồi. Gion. Rồi. Ha. Ok. Fine. Yes. Mình vẫn giết được nó. Ok. Tên 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 tên. Ta da. Cái gì đấy? Cái đây là cái gì? Oh my god. Stop. Yeah. Nice. Mình mở được xe men. Xe men. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thích thì hãy lại một like ủng hộ mình và sub cho mình. À không, nhầm, để nói à, comment cho mình để mình biết mình cần phải làm cái gì tiếp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Mình goodbye. Sao lại mình thấy có nhiều người chơi cái này là các bạn đó là anh ơi chơi cái này đi quá sẽ biết không biết mình phải làm cái gì nữa nên mình có thể chọn survival mình thật sự không biết cái tí gì cả về cái game này. Thế nên là nếu mà mình có làm cái gì mà mọi người kiểu nhìn vừa mắt quá không thắng mình không biết.